Dạ vâng, SMA Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể anh em trên thanh toàn quốc. Hôm nay lại tiếp tục là một lá thư yêu cầu của anh Đàm Minh Hiền. Đàm Minh Hiền có địa chỉ tại Thạch Bàn, Long Biên. Anh mua cho mình một bộ sản phẩm là con Vanker S-Mic K18F và một con micro không dây là UGX9. Và nhân tiện đây em sẽ setup một cấu hình và cách chỉnh của con vang K18F này để phù hợp nhất với các cái dòng karaoke gia đình, các giọng hát karaoke gia đình mình. Và trước hết là em sẽ chỉnh phần nhạc. Đây phần nhạc đây. Phần nhạc đây, to nhỏ của nhạc đây, bằng điều chỉnh bằng cái nút này. Vào cái phần mic equalizer, music equalizer để chỉnh các cái giải tần của phần music. Đây bắt đầu đây, tất cả em để tất cả là chế độ 12 giờ hết. Tất cả chế độ 12 giờ hết là chưa chỉnh tí gì nha anh em nhé, là mộc của nó, là tiếng mộc của nó là như này này. Dạ vâng, và bây giờ em sẽ chỉnh, có nghĩa là em sẽ chỉnh theo phù hợp với bộ karaoke gia đình thường xuyên sử dụng. Đó là em sẽ chỉnh cho cái bass này lên một chút này, hướng 1 giờ này. Bass hướng lên 1 giờ này. Và cái min này này, cái phần trung này, hạ thấp đi một tí này, là hướng 11 giờ. Và chép nó sẽ lên hướng 1 giờ. Và cái phần bị reset này, phần khóa thì anh em để nguyên cho em, để nguyên cho em. Đấy là cái phần khóa công suất. To nhỏ của nhạc khóa vào ấy, tránh tình trạng là vật khóa công suất nó bị cháy loa ấy. Thế nên mức khóa này anh để nguyên, anh em để nguyên. Và đây hiệu ứng khi mà chúng ta đã chỉnh 1 giờ này, 11 giờ này và 1 giờ này sẽ cho một chiếc âm rất sáng và rất là uy lực. Chiếc đàm anh em có thể thấy là qua sự trải nghiệm nó tiếng rất tốt hơn và bass chép nó lẩy hơn. Và tiếp đến em sẽ chỉnh phần mic cho anh em, phần mic và hệ thống vang vọng. Và bây giờ em sẽ chỉnh phần đây là phổ thông nhất, sẽ dùng ở chế độ số 5 là chế độ echo cộng reverb. Mình chỉnh chế độ số 5 đấy, là dễ hát, phổ thông nhất, mọi chất giọng có thể sử dụng đây. Và em sẽ thử alo khi tất cả các chế độ này để mặc định. Lên 6, 7, 9, 10, lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và bây giờ em sẽ chỉnh theo cái chế độ mà em hay chỉnh, setup cho anh em, chế âm thanh. Và bên phần effect em sẽ để cái phần delay này, cái độ trễ của nó là sẽ hướng 11 giờ này. Cái volume repeat là độ lặp lại này, sẽ để hướng 1 giờ này. Và phần reverb anh em lưu ý để phần reverb thì nó hơi thấp một chút, là hướng 10 giờ. Effect sẽ để hướng 1 giờ. Đây là cái phần effect. Và tiếp đến là cái phần equalizer của mic. Equalizer mic thì bass min chép là sẽ phù hợp với chất giọng của từng anh em. Anh em nào mà giọng trầm, giọng thuốc nào ấy thì sẽ vận nhỏ bass đi và tăng min, tăng chép lên để có tiếng thanh. Còn chị em nào mà giọng mỏng, giọng sáng thì sẽ giọng mỏng thì cho nhiều bass lên, dày bass lên để cái chất giọng mình có thêm nội lực mà thêm dày lên, và chép cho tương đối một chút cho nó bình thường thôi, để hướng 12 giờ. Và min này cho hướng 10 giờ. Đấy thì nó sẽ đỡ bị chóe đấy, đối với những cái chất giọng mà sáng. Đấy thì nếu mà theo em ấy mà chỉnh phổ thông nhất này, thì em sẽ chỉnh bass này thì nói chung là hơi nhích một chút này. Còn min này, phần trung này thì sẽ để hướng 11 giờ. 11 giờ hoặc hơn, hoặc kém. Hoặc hướng 10 giờ đấy theo cái giọng chỉnh của em. Và chép này để hướng 1 giờ. Và bên cạnh đó con S-Mic K18F này là thêm một cái tính năng rất là hay, là rất là tiếng rất là tốt, là phần extender là lưng tiếng này. Em cho em hướng 1 giờ này. Và bên cạnh đó công dụng của lưng tiếng khuếch đại số âm thanh. Đó. Hướng 1 giờ, hai nút này hướng 1 giờ. Đấy là equalizer của phần
mic. Và sau khi hiệu chỉnh thì chúng ta sẽ có một cái chất âm khá là tốt. Lên 1 2 3 4 5 6 7 Khi mà em đã hiệu chỉnh qua các cái tính năng của sản phẩm Camera 8F này thì cho chất âm rất là hay đấy, và có sự khác biệt là rất là rõ rệt so với khi mình để mặc định. Vâng, và khi anh em mua hàng bên em ấy, thì em sẽ tư vấn cho anh em là lên chỉnh phù hợp với bộ karaoke gia mình, tại vì có những không gian phòng khác nhau, có những đôi loa khác nhau, loa full, loa treo, đấy là một cái sự thay đổi, cũng có một sự là khác biệt rất là lớn đấy. Một cái hệ thống âm thanh nó chỉ hơi thay đổi một chút thôi là đã lạc tất cả các tần số rồi, nên là em hy vọng là anh em khi mua hàng bên em ấy, thì cung cấp đủ cái thông tin để em có thể tư vấn sát nhất và cụ thể nhất cho anh em, dễ dàng xử lý, dễ dàng hiệu chỉnh theo cái phòng karaoke dành mình. Vâng, và khi mà em sử dụng con mic Shure UGX9 hàng 2 mã này thì cho chất âm kết hợp với con 8F rất là tốt. Nhà em có rất nhiều mic, rất nhiều loại mic, nhưng mà UGX9 này thì nó là cái hàng thương hiệu đã khẳng định được các cái chất lượng trên thị trường, nên là nhiều các đơn hàng đặt của UGX9 này, hai mã này. Và em xin báo giá sản phẩm Shure UGX9 hai mã này có giá là 2,2 triệu bao ship, và sản phẩm cao cấp S-Max Camera 8F, Vanguard S-Max Camera 8F bên em mà có giá là 3,3 triệu bao ship, một sản phẩm rất hot. Vâng, và trên đây là video giới thiệu dòng sản phẩm cũng như là cách hiệu chỉnh của sản phẩm S-Max Camera 8F. Anh em quan tâm vui lòng hãy để lại số điện thoại để nhân viên tư vấn có thể giúp anh em lựa chọn những sản phẩm tốt nhất, hoặc liên hệ với số 0965560083. Đó, và anh em yêu quý thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những video đánh giá giới thiệu sản phẩm của S-Max Audio. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.